Bây giờ mình sẽ vuốt kiểu spot cho anh khách này. Thì ở đây mình có dùng tonic, sotonic muối biển để bảo vệ nhiệt độ của máy sấy, cũng như tăng độ bồng cho tóc và định hình kiểu tóc trước khi vuốt. Và với chất tóc này, với cái kiểu tóc này thì mình sẽ sử dụng Rujo Extreme Hau, tức là nó độ giữ nếp cao con lợn xám. Với cái mật độ tóc như thế này thì nó cũng không nhiều lắm, thì mình sẽ xịt khoảng độ 4 đến 5 xịt thôi. 2 3 4 5 đấy, 5 4 5 xịt. Ở đây thì mình sẽ dùng lược bán nguyệt để mình sấy, tạo độ bồng từ phần đỉnh xoáy này ôm xuống, và cái mái này tường sẽ sấy dựng lên một chút. Mọi người lưu ý là cái phần xoáy trên đỉnh xoáy này, phần xoáy của chúng ta ấy, thì chúng ta phải sấy cho cái tóc nó thuận theo cái tự nhiên nhất, chứ đừng có sấy ngược lại như này thì nó sẽ bị bung lên. Cái phần xoáy ở đây thì chúng ta sẽ sấy tỏa xuống như này. Máy sấy thì mọi người lưu ý là nó có hai nấc, nấc gió và nấc nóng. Thì ở đây nóng thì tường để nóng số 1 thôi, tức là nóng trung bình. Còn gió thì tường sẽ để là gió lớn nhất. Gió thì để gió lớn nhất. Và bây giờ thì tường sẽ sấy cái mái dựng lên một chút. Ok, vậy là mình đã định hình được cái kiểu tóc mà mình mong muốn vuốt cho khách hàng rồi. Như các bạn cũng thấy là nó đã bồng lên và cái phần mái này cũng đã được dựng lên. Thì ở đây mình có dùng con lợn xám. Mình sẽ lấy một cái lượng sáp khoảng độ 1.5 ngón tay thôi. Dòng này thì là dòng khô nhé mọi người nhé, 1.5 ngón tay. Ví dụ như khi các bạn vuốt sáp, vuốt pomade vào tóc ấy, thì các bạn thấy nó thiếu thì các bạn lấy thêm các bạn nhé. Đây, các bạn đánh sáp ra lòng ngón tay này, các bạn thoa đều, thoa cả ra ngón tay nhé, thoa cả ra ngón tay, thoa đều ra ngón tay. Thì con lợn xám thì nó sẽ như thế này, lát vuốt vào tóc thì nó sẽ không có trắng như này đâu, yên tâm. Các bạn đánh đều nhé, đánh đều này, đánh đều lên tóc, sau đó các bạn lùa vào chân này, lùa vào chân để cho tóc để cho pomade nó đều từ chân ra ngọn tóc, thì nó sẽ đều, nó không có chỗ nặng chỗ nhẹ, thì cái độ bồng nó sẽ bồng đều. Cái phần đỉnh xoáy mọi người lưu ý này, xoáy ở đây thì mọi người vuốt ôm xuống để nó không bị dựng, vuốt ôm xuống như này. Nhiều người cứ vuốt nó bị ngược tóc ấy thì thành ra nó dựng. Đây các bạn bóp này, như các bạn có thể thấy là tường mới chỉ bóp thôi mà nó đã có tech như thế này rồi. Đó, thì cái việc mà thiết kế kiểu tóc mà có cái ý đồ để vuốt ra kiểu tóc này ấy, thì cái việc mà người thợ thiết kế cái kiểu tóc này rất là quan trọng. Khi chúng ta thiết kế đúng cái ý đồ của chúng ta thì chúng ta vuốt thì nó cũng rất là đẹp. Như các bạn thấy thì tường mới chỉ bóp thôi. Đó, thì phần trên này nó đã có rất là nhiều tech rồi, mọi người có thể thấy này, tech và xoăn rất là đẹp, có thể thấy bóp rồi, bóp nhẹ thôi. Với cá nhân tường ấy thì tường rất là thích nó rối, có những cái kết cấu đan xen như thế này. Còn ví dụ như khách hàng không thích thì mình sẽ phải vuốt theo cái nhu cầu của khách hàng. Mình cứ vuốt xong, lát nữa mình sẽ hỏi khách sau. Đấy, cái phần mái này thì mọi người vuốt ngược từ chân tóc lên để cái tóc con ấy, nó có tóc con thì nó sẽ ép luôn vào cái phần mái, nó không bị thừa ra. Đó, sau các bạn bóp rối hoặc là các bạn chỉnh cái đầu ngọn tóc làm sao cho nó phù hợp nhất với cái khuôn mặt khách hàng, hoặc là theo cái ý đồ của chúng ta. Theo mình nghĩ thì nhiều khi tạo kiểu nó cũng không nhất thiết là phải theo chuẩn khung quá, chúng ta có thể sáng tạo.
đôi khi nó hơi lệch một chút hoặc là nó hơi dối một chút, thì đấy cũng là một cái sáng tạo, cái sự khác biệt một chút, mới mẻ. Cái phần size bên này các bạn có thể ép xuống một chút nhé, ép size xuống một chút. Hai bên này nó hơi xẹp thì các bạn có thể tăng bồng lên một chút để cho nó cân đối với cái phần ở trên top. Tăng bồng hai cái phần này đi. Đấy, như các bạn có thể thấy là sau khi vuốt xong thì lọn và tách rất là nhiều. Các bạn có thể dùng ngón trỏ và ngón cái, các bạn chuốt pomade vào cái phần ngọn này để nó tạo ra những cái lọn nhọn nhọn ấy, tách nó rõ hơn. Em vuốt cho anh như này có được không ạ? Ok không anh? Vâng. Nếu mà như ở nhà ấy thì anh cứ làm như vừa rồi em hướng dẫn ấy. Anh cứ dùng cái Subtonic kia trước để định hình, sau rồi anh bóp sáp như vừa nãy vào thôi. Còn nếu mà anh thích nó có nhiều những cái lọ như này này, hoặc là những cái đường tách rõ rệt như này, thì anh cứ dùng thêm một chút pomade vào ngón trỏ ngón cái, anh cứ lấy cái ngọn anh tuốt như này. Tại vì khi mà bóp vào thì nó đã ra tách rồi, tại vì cái người thợ người ta cắt người ta cũng đã tỉa tách cho anh rồi, thì cái kết cấu nó càng rõ rệt. Anh ở gần đây không? À, Bắc Giang. Anh có hay cắt nhà em không? Hôm nay được có em xin cảm ơn anh nhá. Ok. Em hay cắt bên quả bên kia. À, anh hay cắt ở bên Hàm Nghi à? Em hay cắt ở Quy. À, rồi rồi, xin cảm ơn. Vậy là phải cảm ơn ông kia kìa. Ok. Vậy là anh cắt quen bạn Huy đúng không? Cắt quen bạn Huy đúng không? Ok, thế thì đã là khách quen rồi thì thôi, không có gì để chia sẻ nữa. Nếu như mà anh thích mà nó giữ chắc hơn tí nữa ấy, thì chúng ta có thể xịt thêm một chút gôm. À, ví dụ như mình đi cả ngày đi sự kiện hay là đi đám cưới hay là đi ba đi bụng gì đấy. Vậy là vừa rồi mình vừa thiết kế cho anh khách với cái kiểu tóc sport đó. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi hết clip của mình. Xin chào, hẹn gặp lại mọi người ở clip tiếp theo.